Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Không phải cuối tuần mà là ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay là thứ ba. Chúng ta đang có mặt ở đây là đường Cô Bắc. Một đoạn ngắn của đường Cô Bắc ha. Nơi đây là số 86 Cô Bắc. Nơi đây có cái nhà rất là xưa nè. Phía sau nhà này thì có mặt tiền đường Đề Thám và khách sạn 123. Và ngày hôm nay có mẹ ở dưới quê lên chơi và cùng các anh chị các bạn lang thang dạo phố Sài Gòn. Và hôm nay có một diễn viên mới nha, với bạn đồng nhỏ với Nị đi phía trước nữa. Chúng ta cùng dạo Sài Gòn chơi xíu nha. Sài Gòn bữa nay là thứ ba, ngày 26 tháng 11 rồi, cũng gần đến ngày lễ tạ ơn Thanksgiving ở nước ngoài đó. Thì đại đa phần kênh này là cô chú anh chị ở cộng đồng người Việt ở ngoại quốc cũng quan tâm rồi, thành ra em cũng không quên nữa cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị có một ngày lễ thật là ấm áp, vui vẻ, ăn nhiều món ngon, hạnh phúc bên gia đình nha. Này bạn đồng nhỏ đi phía trước đây. Đi đâu rồi đồng? Đó, này có mẹ đi theo nè đó. Chúng ta đi chào bà cô chú đi. Hả? Chào sao? Hả? Ở đây là số 25A Cô Bắc. Có khách sạn mới xây nè. Mình qua số 37 rồi. Số 37 định liêu cái nhà số 37 của cô chú anh chị. Nhưng mà lố qua rồi. Chúng ta hẹn gặp nhau trong video sau nha. Bây giờ mình đi ra McDonald's ở ngoài Trần Hưng Đạo đi. Mình đi dạo vòng Cô Bắc đi ra Nguyễn Thái Học rồi ra Trần Hưng Đạo ha. Vòng vòng ở xóm làng sẵn cập nhật cho bà con thấy hình ảnh Sài Gòn những ngày cuối năm. Đây là những cái hẻm thông ra Cù Giang đó, ra đình ông Hổ đó. Ngày xưa ở đây là chợ rau cải đó. Số 500 mấy Cô Bắc rồi. Bây giờ bán ở đây chỉ là qua ngày thôi, chứ thật ra không có đông như ngày xưa nữa. Bên trong những con hẻm sâu ở Sài Gòn. Và đây là số 571 Cô Bắc, là cái trường Đăng Khoa ngày nay nè. Thông qua những cái hình ảnh về Sài Gòn thì em cũng nhận lại rất nhiều comment của cô chú anh chị. Đó là niềm hạnh phúc khi mỗi sáng mở điện thoại lên và đọc tin nhắn của các anh chị và các bạn. Những góp ý rất là chân tình, những chia sẻ rất là ngọt ngào. Nhân đây thì em cũng xin cảm ơn đến tất cả bà con đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Vinh Lâm TV.
cảm ơn cô chú anh chị đã chia sẻ những cái đoạn video clip. Bọn ta không thể quên được, đây là trường học Minh Đức. Không thể không lia máy qua. Ngôi trường rất là lâu năm ở đây. Kế bên thì có cái hẻm 95, đầu hẻm 95 có chị bán đồ ăn vặt. Không ăn đâu, không chạy hả? Ăn đâu chạy không? Ở đâu? Ăn đâu? KFC hả? Này ở ngoài nội đi ăn KFC. Bà nội của bạn đồng nhỏ đó. Ở đường ở đây đông mấy mồ. Đường để ba qua đường đó. Để xe tải qua cái đã. Đông quá. Hôm nay chúng ta đi vô KFC ha. KFC ở Nguyễn Thái Học. Lần đầu tiên mẹ đi vô đây luôn nè. Đồng này kêu đi rồi em lên. Này kêu đi. Vậy vậy. Ba lên lầu nha. Kéo khoác em. Ủa đồng ăn gì? Rồi khoan. Ngồi dưới. Ngồi xuống đợi mi. Quậy quá. Sửa tóc lại cho đẹp trai. Về là về sao? Hơi té. Vui đồng vui không? Vui không? Vui. Sao vui? Ở này đồng đi với ai vậy? Mi với ba. Với ai nữa? Ba với mi. Với ai nữa? Với bạn. Có ông nội không? Ông nội đâu rồi? Ông nội đi ngủ. Ông nội đi ngủ rồi. Mi đâu rồi? Mi mua lại đây. Vô đây ngồi với bà nội đi. Vô đây ngồi coi, đi. Chúng ta đợi chút xíu nha. Ở đây thì chắc có lẽ hệ thống này chung ở nước ngoài cũng giống này nè. Ồn quá. Không biết ở nước ngoài có giống này không ha, chứ hệ thống ở Việt Nam là như nhau. Ủa đồng ăn gì? Kem. Trời ơi, nhiều dữ vậy.
Đủ thứ luôn hả? Kem gì, kem gì? Kem vani. À, kem vani luôn hả? Trời. Kem vani màu gì quên rồi ta? Màu trắng. À, kem vani màu trắng. Này bạn nhỏ nhỏ đi review KFC. Rồi, bồi bàn tới rồi. Phục vụ à, phục vụ đem đồ ăn lên rồi. Sao đi mua cục bưởi vậy? Nhà ăn miếng thôi, ăn không hết đâu. Tại ăn cơm rồi, này chỉ ăn ăn vặt thôi. Rồi đợi, đợi mi lấy khoan, để nó nguội, nóng. Đổ, đợi chút xíu. Khoan để mi lấy khoai tây nữa kìa. Hai phần này nhiêu? 39.000, một miếng không ăn chứ là hai miếng 39.000. Rồi. Mãi. 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 Lau tay nè. Để lấy cho nó ăn. $39.000 là khoảng chưa tới 2 đô. Mi làm cho. 39.000. Ly nước đó là mua riêng hả? Nó ăn da không à? Có lấy khoai tây không? Thôi uống nước ngọt ít thôi. À, ngon không? Bác. Mang không ạ? Mang thử đi. Gà tây chiên bột. Con nít nó khoái ăn lắm, nít đây nó khoái ăn món này. Ồ, ngon đồng. Anh Nghĩa làm đây đúng không? Ừ. Anh Nghĩa làm đây nha. Mày gặp không? Lần nào tới anh cũng cho ly nước ngọt cái bánh. Không phải à? Mà lấy hoài ngại, trả tiền không? Gà mới ngon chứ, bò cũng ngon. Nè đâu? Ở đâu vậy? Đồng ở đâu vậy? Sao đồng thấy vậy? Số hình ảnh ở chợ Cầu Muối về đêm và đi vô cái KFC ở quận 1 này để các anh chị bạn xem chơi cho vui nha, một số hình ảnh gia đình thôi. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Bye bye đồng, bye bye ông bà cô chú ấy đồng. Rồi sao nữa? Hẹn gặp lại sao? Tiếng Anh đó là sao? Thế anh nói sao đâu? Này tập trung ăn.
Rồi, tạm biệt các anh chị và các bạn.